Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình học công lập tại Singapore, mà cụ thể là những bạn học sinh hoàn tất hết lớp 9, lớp 10 tại Việt Nam muốn du học Singapore với lộ trình học trường công thì sẽ bắt đầu từ đâu. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Học đại học ở nước ngoài là mơ ước dài hạn của rất nhiều người, và đa số các em học sinh sinh viên đi du học thường lựa chọn vào trường đại học tư thục vì đầu vào êm hơn và chất lượng giảng dạy dịch vụ không hề thua kém những trường công lập. Tuy nhiên, tâm lý cho con đi du học nước ngoài của rất nhiều bậc phụ huynh thường hướng con em mình đi vào các trường đại học công lập vì chi phí thấp và dành cho những học sinh có trình độ mới vào được. Nhưng điều kiện để vào được cánh cổng của các trường đại học công lập quốc tế không chỉ điểm tổng kết cấp 3 đạt 9.0, mà kiến thức các môn tự nhiên, xã hội và tiếng Anh của các em phải thật vững. Rất nhiều em học sinh ngay từ khi còn đang học chương trình cấp 2 đã được gia đình hay tự bản thân định hướng vào trường này, trường kia, và để chắc chắn hơn thì khi bước vào cấp 3, các em đã bắt đầu học và ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến. Và bước đệm tốt nhất giúp cho các em có thể mở cánh cửa của các trường đại học công lập là chương trình luyện O-Level. Chương trình O-Level là chương trình học tương đương với lớp 10 tại Việt Nam. Học sinh học hết lớp 9 tại Việt Nam có thể bắt đầu theo học chương trình này để chuẩn bị hành trang kiến thức và bước vào cánh cổng chi thức của các trường đại học công lập. Bằng O-Level sẽ quan trọng như thế nào? Bằng O-Level được công nhận bởi Bộ Giáo dục Singapore và Cục Khảo thí của Đại học Cambridge, Anh Quốc. O-Level là kỳ thi được quốc tế công nhận và là tiêu chuẩn đầu vào của các trường cao đẳng dự bị đại học trên toàn thế giới. Tại Singapore, chứng chỉ O-Level là điều kiện tiên quyết cho việc xét tuyển vào các trường tư thục, cao đẳng công lập hoặc các trường dự bị đại học công lập để lấy bằng A-Level. Kỳ thi O-Level là gì? O-Level là kỳ thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore kết hợp với Cục Khảo thí của Đại học Cambridge. Đối tượng tham gia kỳ thi O-Level ra sao? Học sinh từ 15 tuổi trở lên, đối với học sinh Việt Nam, sau khi học hết lớp 9 hoặc lớp 10 trở lên, các em có thể tham gia kỳ thi. Thì để tìm hiểu kỹ hơn thông tin chi tiết, các bạn có thể tham dự tuần lễ tham vấn của trường SFTC, thời gian từ ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến ngày 2 tháng 7 năm 2016, từ thứ 2 đến thứ 7 sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, địa điểm là tại văn phòng công ty Tân Đại Dương, số 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Học viện SFTC còn có học bổng dành cho các bạn có học lực tốt, mong muốn được học trường công lập tại Singapore. Đang tìm hiểu về chương trình công lập và O-Level tại Singapore, hãy tham gia ngay kỳ thi để đánh giá xem trình độ của các bạn ở mức độ nào, đã đủ khả năng để tham dự kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục Singapore được diễn ra hàng năm chưa. Thời gian thi thứ 7 từ 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2016, địa điểm văn phòng công ty Tân Đại Dương, số 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, dưới sự giám sát của đại diện Học viện SFTC Singapore. Đối tượng dự thi, chương trình thi vào trường công lập, học sinh hoàn thành lớp 4 tại Việt Nam từ 9 tuổi trở lên. Chương trình O-Level, học sinh hoàn thành lớp 9 tại Việt Nam và từ 15 tuổi trở lên. Điều kiện nhận học bổng, tham dự kỳ thi O-Level diễn ra ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại văn phòng công ty Tân Đại Dương. Đạt được 75% số điểm, học bổng sẽ được trừ vào học phí. Học bổng không được quy đổi thành tiền mặt cũng như chuyển nhượng cho học sinh khác. Học bổng có giá trị trong vòng 12 tháng. Hy vọng với những thông tin vừa rồi chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp ích cho tất cả các bạn trong việc định hướng trong tương lai. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.